Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sophie Việt Channel. Như tiêu đề của video này, mới đây nhất Microsoft đã chính thức công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng của hãng, bất chấp làn sóng khủng hoảng của nhóm ngành công nghệ như là Apple hay là Facebook. Cụ thể, doanh thu của hãng đã đạt 32,5 tỷ đô la, lợi nhuận ròng đạt 8,4 tỷ đô la. So với cùng kỳ năm ngoái thì mức doanh thu chỉ đạt 28,9 tỷ đô la và lợi nhuận chỉ đạt là 6,3 tỷ đô la. Ami Hood, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Tài chính của Microsoft cho biết, việc thực hiện vững chắc từng mảng kinh doanh chiến lược của chúng tôi đã mang lại một quý kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Với doanh thu đám mây thương mại tăng 48% so với năm trước, lên đến 9,0 tỷ đô la Mỹ, chúng tôi tiếp tục đầu tư chiến lược để nắm bắt cơ hội thị trường mở rộng, thúc đẩy tăng trưởng trên khắp các doanh nghiệp của chúng tôi. Với nhóm sản phẩm Windows, Surface và Gaming. Trong danh mục máy tính cá nhân khác của Microsoft, bao gồm Windows, Surface, Gaming và doanh thu quảng cáo tìm kiếm, công ty đã thấy doanh thu tăng 7% lên 13 tỷ đô la. Điểm nổi bật lớn nhất từ lĩnh vực này là kinh doanh phần cứng Surface của Microsoft, công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 39%. Doanh thu trò chơi đã tăng 8%, trong khi quảng cáo tìm kiếm và các sản phẩm thương mại dịch vụ đám mây của Windows đã tăng lần lượt là 14% và 13%. Khu vực duy nhất bị giảm là doanh thu sản phẩm Windows 10, tụt giảm 5%. Với tốc độ tăng trưởng tới 39% của mảng Surface và chiếm tỷ trọng không hề nhỏ trong lợi nhuận của Microsoft, rõ ràng miếng bánh laptop PC cao cấp dành cho khối văn phòng sẽ được Microsoft chú trọng hơn trong năm 2019. Hy vọng là Microsoft sẽ sớm có thêm nhiều máy Surface thế hệ mới đột phá trong năm và có thể là sự ra đời của Surface Phone chạy Windows 10 với màn hình gập như trong các video trước mà mình có làm video. 2. Với nhóm dịch vụ đám mây Cloud và Office. Cả Office và các doanh nghiệp đám mây của Microsoft vẫn là những người có thu nhập lớn cho công ty. Doanh thu từ đám mây thông minh Cloud đã tăng trưởng 20%, đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó thì doanh thu năng suất và quy trình kinh doanh của nhóm sản phẩm giải pháp cho doanh nghiệp cũng đã tăng 13% lên 10,1 tỷ đô la Mỹ. Dưới đây là những điểm nổi bật. Office doanh thu sản phẩm thương mại và dịch vụ đám mây tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi Office 365, tăng trưởng doanh thu thương mại là 34%. Doanh thu của các sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ đám mây của Office tăng 1%, với mức tăng trưởng của thuê bao Office 365 Consumer lên 33,3 triệu. Doanh thu của LinkedIn tăng 29%, với mức doanh thu kỷ lục được nhấn mạnh bởi các phiên LinkedIn tăng trưởng 30%. Doanh thu của các sản phẩm và dịch vụ đám mây Cloud, tức là dịch vụ đám mây OneDrive lưu trữ dữ liệu đã tăng 17%, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng doanh thu Dynamics 365 là 51%. Doanh thu sản phẩm máy chủ và dịch vụ đám mây tăng 24%, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ sản phẩm đám mây Azure là 76%. Doanh thu dịch vụ doanh nghiệp tăng 6%, tăng 7% bằng tiền tệ không đổi. Tổng kết lại, nhìn chung Microsoft đạt mức cao nhất trong kỳ vọng của các nhà phân tích về tổng doanh thu. Năm 2019 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm kinh doanh khởi sắc của Microsoft và sẽ tiếp tục đạt tăng trưởng vốn thị trường vượt quá 1.000 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục cuộc đua công ty 1.000 đô la Mỹ cùng với Amazon và sẽ tiếp tục bỏ ra Apple chỉ với vị trí thứ 3. Mảng laptop PC, Surface cũng sẽ hoạt động thành công vượt mong đợi, chứng kiến sự tăng trưởng lớn ở mặt sau của các thiết bị mới hơn như là Surface Pro 6 2019 LTE và Surface Laptop 2 LTE, tức là có kết nối Internet 4G, 5G. Tuy nhiên, một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất vẫn tiếp tục là dịch vụ đám mây Azure. Hy vọng là thông tin này sẽ hữu ích với các bạn fan của Microsoft và đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!